Xả luôn quần đá này cho mấy chị là em lỗ rất là lỗ, em lỗ luôn tiền
chơi qua là phải qua Zalo đúng không? Đúng rồi. Và em lỗ luôn cả cái tiền ha. Nhiều mẫu lắm chị Linh Ngọc Trần. Rồi em đưa lên hết một lần rồi mấy chị chốt mã 1, mã 2 nha chị Linh Ngọc Trần. Đây nè, em nói mấy chị nè, đây nè, mã 1 nè mấy chị đã lắm. Em nói thiệt với mấy chị là mặc lên rất là sướng nha, mặc lên sướng lắm. Chốt giùm em mã 01 quần đá. Quần này em lỗ ít nhất một cái 30 ngàn. À, bình thường là bán 160, bây giờ nguyên một cục 100 cái hơn. Nguyên một cục 100 cái hơn, em không bán được một cái này, em để 2 cái. Em còn 98 cái, em nói thiệt sự. Đó, áo sau lưng chắc có thể là trình lên vừa 250. Rồi, chốt giùm em mã 01 trăm ngàn. Mã 01 là mã này nha. Em nói nói rồi chị trình lên lấy mã nào thì lấy. Mã 01. Rồi lên cho mấy chị một cái mã 02. Mã 02 là mã full. Nè mấy chị nha, 02 là full đá mấy chị. 02 là full đá. Không phải full đá. Cái này là mã 02. Mã 02 rất là đã. Mã 02 cái độ co giãn nhiều hơn mã 01 nha. Mã 02 chị nào hơn 92kg, 93kg vẫn vừa nè. Chốt giùm em mã đá 02 bán 100 ngàn. 01 của chị Ngọc Mây Trắng nè. 01 của chị Ngọc A. Trong một cái cục nó có nhiều mẫu hàng lắm. 01 của Ngọc Mây Trắng 100 ngàn. 02 quần này 90kg vừa nè chị Dầu Huy Hoàng. 02 90kg vừa. Em lên từng mã nha mấy chị nha. 02 90kg vừa 100 ngàn thôi. Cái này biết không được. Cái này được rồi con. Cái này luôn nè. Ngọc Mây Trắng 100 ngàn. 01 nè. 02. 01 của chị Võ Phúc nè. 01 của Võ Phúc. Chờ em chút nha mấy chị. Chờ em chút. Nè chị Ngân Nguyệt Thu. Nó có mấy cái mã chị Nguyệt Thu vừa nè. Nè 01 của chị Võ Phúc trưa. Hồi trưa nay kêu chị Võ Phúc quá trời luôn. 02 của Ngọc Giang. 100 ngàn. 02 của Ngọc Giang cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. 02 của Ngọc Giang. Lấy 3 cái hả? Để em thử từng cái. Để em thử từng cái anh Mỹ ơi. 2 cái nè. Không 03 là Mickey nè mấy chị. 03 là chữ đá và Mickey. Giống y chang cái quần em đang mặc nha. 03, 03 là mã đá Mickey. Rồi mấy chị chờ em một chút đi. Em đang sọt từ trên dưới nè. Em đang sọt từ trên dưới để lấy đủ 3 cái quần cho hành Mỹ nha. Mấy chị chờ em một chút xíu. Rồi 3 cái quần đá nè. 3 cái quần đá của chị hành Mỹ 90kg nè. 3 cái quần đá của hành Mỹ 90kg. Em mặc vẫn còn thoải mái nha mấy chị đã không? Được rồi. Cái lô này em lỗ một cái gần 30 ngàn. Em nói thiệt, 3 cái của hành Mỹ 300 ngàn. Chị Nguyệt Thu mã 2. Chị Nguyệt Thu giờ chị dặn em lấy 2-3 cái gì đi. Lấy mấy cái đi, em thử cái nào size lớn em để chị Nguyệt Thu. Chốt chị Thu 2 cái size lớn đi nha. Chốt chị Thu 2 cái size lớn đi. Em thử từng cái em để cho chị Nguyệt Thu nha. Chị Nguyệt Thu 2 cái mã đá nè, đẹp quá chị ha. Giống cái em đang mặc nè. Chị Nguyệt Thu 2 cái 200. Mã không mã mang là mã nào cũng đẹp á. Mấy chị chốt ví dụ 4 cái 4 màu thì em tự chốt cho mấy chị cho. Em coi mã đá em tự chốt cho. Không 2 à. Không 2 cũng Ngọc Mai Trắng nè. Không 3 cũng Ngọc Mai Trắng nè. Nè. Không phải quần mặc váy đó chị, quần đá nè. Quần đùi quần đá nó đẹp hơn chị. Nè chị đó còn giảm rất là nhiều nè, chị thấy không? Đẹp lắm. Chị Tân Ngọc. Hàng Phạm 02. 02 là quần chớp chớp tiêu tiêu. 02. 02 hết rồi. Nè bây giờ em lên nha mấy chị nha. Nè từ từ nha. 02 hết rồi. Bây giờ em lên cho mấy chị cái mã bướm đi. Chốt giùm em mã bướm nha. Chốt giùm em mã bướm. Mã bướm chị nào 90kg cũng vừa. Chốt
giùm em mã bướm. Mã bướm chỉ ra 90 và 92, 93 thế cũng vừa nha. À, em kéo từ dưới lên nè. Hôm mai đó là thằng Phạm lấy giùm em mã bướm nè. Mã bướm 90kg thoải mái. Thằng Phạm có bill không ký? Ờ, Phạm luôn. Thằng Phạm có bill chưa? Thế luôn. Hồi nãy cái cô gì mới cách đây mới xin địa chỉ số thoại. Kêu bác cũ là biết gì? Hồng Giang hả? Rồi thằng Phạm em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Mã đá 02. Mã đá 02 hết rồi, bây giờ còn 01 thôi nè. Bây giờ còn 01 nha. Bây giờ còn 01 nè. À, 01 nè ha. À, 02 là mã hết rồi, cái này 03 nè. 03 mấy chị bao nhiêu ký thì mấy chị chốt. 1 quần, 2 quần, 3 quần là em lấy cho mấy chị cho. Em đang kéo từ trên dưới, mấy chị chờ em chút nha. Em đang kéo từ trên dưới, mấy chị chờ em một tiếng xíu nha. Chờ em một tiếng xíu. Còn chị nào chốt đá full thì có đá full. Giao đá full. Đá full dưới 85kg. Mã 2 hết rồi chị Thương Ngọc. Bắt cổ mà chế em mới đổi người ta biểu mì đổi hình rồi. Quần đá hả chị? 03 là của Nguyễn Kim Hải Trương nè. 03 là quần Mickey của Kim Hải Trương. Ủa bữa chị Hạnh. Bữa chị ấy cái đem bây giờ túi kia. Bỏ đâu rồi? Bỏ đi cho Kim Hải Trương 350. Dạ. Rồi của Kim Hải Trương. Kim Hải Trương con 100 ngàn. Chốn hương đào 3 quần để em lựa cho chế nha. Mấy chị còn chờ đi mấy chị. Cái này là mấy chị không nôn được. Tại vì nôn về nó mặc xì bó ha. Để em lựa cho mấy chế cho. Mấy chế có tin tưởng em đi. Ngồi im mới cho em lựa cho. Nè chốt cái mã bướm nè. Mã đá nè. Rồi ba mã này. Ba mã này cho chốn hương đào 300. Chốn hương đào. Dạ chế ơi, bây giờ chế dày dưới hòn. Chế chỉ còn chốn cho em là mấy quần ha. Để em biết thôi. Một một cái ok. Quý Nguyễn 146 lấy chị 5 cái trừ mỗi mã 1. Anh trai em coi giùm 2 cái quần của chị Ngọc may trắng đi. Rồi ba. Từ từ. Từ từ nha, từ từ. Đây là mấy chị 1, 2, 3 cái này của cho Thúy Nguyễn 146 300 nè. Anh coi cái Ngọc may trắng 2 quần nào cho anh coi với. Ba quần ở đây em coi. Lấy Ngọc may trắng 5 quần nè. Đá Mickey Pintia Bướm 4 quần. Thêm cái này nữa 5 quần của Ngọc may trắng nè. Rồi cộng thêm cho 200. Để Ngọc may trắng nó 3 cái hả? Rồi giờ thêm 2 cái nè. Cộng 200 vô Ngọc may trắng. Rồi Uyên Trình 1 cái bướm nè. Uyên Trình 1 cái bướm. Uyên Trình 1 cái bướm. Bé A. Bé A một cái bướm chiếc cái phí của bé A. Bé A là chị gì quên mất rồi anh. Bé A 100k là quần em báo em lỗ thêm tiền phí đó. Của Thúy Nguyễn mới có 3 cái hay 4 cái rồi. Còn xong rồi. Chưa có quần bằng vai. Anh trai em coi lại Thúy Nguyễn đi anh. Nè bé Lông bỏ cho cái này cho Thúy Nguyễn 146. Thêm cái này cho Thúy Nguyễn 146 sửa lại thêm. Sửa lại nha. Chưa có quần bằng vai. Mã bướm của Ngọc Giang. Để kiếm bướm mà chị. Ngọc Giang mã bướm nè. Cái này mấy chị không có nôn được đâu nha mấy chị nha. Tại vì em phải coi cái quần nào có độ co giãn cho mấy chị mặc cho vừa ha. Cho nên mấy chị thương em từ từ nha. Không có túi Ngọc Giang. Chăm. Trời chế. À thằng Phạm. Thằng Phạm nãy giờ có cái nào chưa? Thằng Phạm cái nào anh kiểm tra giùm em thằng Phạm ấy. Thằng Phạm mã bướm không? Rồi cho thêm cái này của thằng Phạm nữa nè con. Đã ha chị ha. Rồi cho thêm cái này của thằng Phạm nữa. Chốt 03, 85, cái 03 là nè. Bây giờ là chị Minh Xu Hồng phải lấy nè. Một là mã đá full, hai là mã bướm, nó mới thoải mái cho chị ha. Không em nói thiệt, chị chốt là ngoài là nó không vừa. Một là mã đá full nè. Mã đá full là mã đẹp nhất. Chị Hằng Phạm cho em xin địa chỉ số nọ. Trời ơi em lũ lô này luôn á chị. Đây là chị phải lấy hai cái này nè. Đá full hoặc là bướm nha. Minh Xu Hồng 2 cái 200. Lô này lũ loài lên. Thúy Nguyễn có rồi. Phạm Yến 3 cái.
khác nhau dạ. Bà Miến cho em xin địa chỉ xong mọi luôn nha bà Miến ơi. Bà Miến thân cũ ạ. Bà Miến cho em xin địa chỉ xong mọi. Em mặc vẫn còn thoải mái nha bác chết. Em mặc còn rất là thoải mái. Rồi bà Miến ba cái ra cho em con. Gì mà? Gì nó ghi á? Bà Miến ra gì vậy? 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 Bà Miến 312. Nó sẽ như thế này nè mấy chị. Nè mấy chị, nó sẽ như thế này nè. Nó sẽ như thế này nè. Đó. Mấy chị thấy em mặc vẫn còn thoải mái nhiều không? Nè mấy chị. Nó đã lắm mấy chị ơi, nó sướng lắm. Ha. Nó rất là sướng. Tí có quần dài không chị? Để chị coi được hôm nay cái lô Quảng Châu. Chút nữa em sẽ xem cái lô Quảng Châu. Len áo khoác lên giày lên. Mà len đỡ lắm chứ không phải len chít 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 đâu mấy chị, len sướng lắm. Ha. Lấy mã bưởi là gì? Thì Tú Văn nói gì á? Lấy gì con? À Miến chốt rồi. Còn này không hả Tú? Lấy mã bướm. Lấy mã bướm 265. Em lấy cái gì? Một mã bướm và một miếng kỳ nha chứ nha. Em lấy chứ. Hồi nãy chị bé An kêu lấy một cái mã y tế nữa, 100.000 của bé An nè. Bé An. Rồi lấy hai mã. Một mã bướm với một mã đá cho chị Tú Văn nè, Tú Văn 2 cái 200. Cho xin địa chỉ số điện thoại nha Tú Văn ơi. Đi phải trương này có mã gì rồi. Dầu, dầu. Lấy đi mã bước cũng đi phải trương hả? Kim Hải Trương 100.000. Dầu quý hồn con. Dầu quý hồn 1 cái 90 kg. Ủa mấy cái này mấy chị chốt nhiều nhiều mặt mấy chị. Em nói thật sự luôn á. Mấy cái này mấy chị chốt nhiều nhiều mặt. Rồi dầu quý hồn 1 cái nè. 100.000 của dầu quý hồn 203. Cho em xin địa chỉ số ngồi diện lộn biêu em. Đâu có chốt bộ đâu mà chị chốt. Trời ơi sao tội nghiệp dữ trời. Rồi bé em có rồi. Cái này là quần ở trên bàn. Rồi chốt rồi. Các chị Ngọc Yến ơi, chị lấy 4-5 cái cho em. Em sao lỗ tới 100, mới tới 30.000 một cái. Chị không lấy uổng á. Nè. Em cho chị coi nè, quần này là mấy chị về mặt sướng lắm. Nè chị full đá nè. Thấy không? Chị lấy 5 cái 5 mẫu cho em. Em nói thiệt, chị nghe lời em đi. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Nè 5 cái nè. 5 cái của chị Nguyễn Ngọc Yến là 5 cái 500. Quần này em nói thiệt mấy chị kiếm không có đâu. Kiếm đời nào mà có đá mà không rớt như thế này mấy chị. Kiếm đời nào mà có đá không rớt như thế này. Nguyễn Ngọc Yến. Cái quần này chị về chị bán là chết mê chết mệt luôn á mấy chị. Chết mê chết mệt luôn á. Rồi mấy chị nào chốt mã đá nữa không? Mấy chị nào chốt mã đá chốt lên giùm em nha. Cái mã này cũng đẹp nè. Tiên Trang khỏi lấy bướm với Tiên Trang. Tiên Trang lấy mã này nè. Tiên Trang lấy theo nghe lời em lấy cái mã này nè. Cái mã này chị nào hơn 90 kg vẫn vừa nha. Mã này. Chốt giùm em mã 00 mã này. Mã này hình như nãy em báo hết nè, mã số 2 nè. Mã này giờ chốt thành mã 00 cho em. Mấy chị đá lắm. Mã đá. Chị nào chốt quần đá mã 00. Quần nào nó cũng gì. À giờ dầu Huy Hoàng lấy mã đá nhiều không? Nè đổi cái quần này cho dầu Huy Hoàng đi. Cô dầu Huy Hoàng ơi, con có anh bắt cho cô rồi đó. Cô dầu Huy Hoàng. Rồi dầu Huy Hoàng đổi qua cái đá này đi. Rồi chốt thêm cái quần này cho Minh Xu Hồng con. Minh Xu Hồng 100.000. Quần này là quần đá mấy chị. Ủa Tiên Trang em chưa chốt không? Tú Văn ơi cho em địa chỉ số điện thoại. Ủa chết mẹ em mới nói lấy cái gì cho Tiên Trang quên mất mẹ rồi. Dạ em mới nói chốt cái gì cho đó. Nè quân full đá với chị nhiều lắm. Chốt giùm em full đá nha. Ai? Ở đồ
không? Bé ơi, bây giờ em còn nè. Bây giờ em còn quần full đá Thiên Trang ơi. Xin lỗi Thiên Trang nha, đầu óc nhớ gì hết trơn á. Chốt lại giùm em cái. Cái này là Mickey nè, Mickey thì form hơi nhỏ. Chỉ có con Mickey là form hơi nhỏ thôi nha. Form Mickey là còn cỡ dưới 75kg. Còn tất cả còn lại là có thể giảm tới 90, 92, 93kg được hết. Nè, chế lấy full đá không? Nè, chế chế Thiên Trang thì lấy full đá lấy giùm em. Chốt giùm em full đá. Nè, bây giờ full đá này, thấy không? Dễ hơn người em luôn. Rồi, chốt giùm em full đá. Rồi, mã này xe cho mấy chị còn trăm lẻ. Bên em không gọi điện chốt hàng cho nên là em có nhắn tin cho chị Dầu Huy Hòa. Chị Dầu Huy Hòa vô nhắn tin trả lời em lại ha. Nhắn tin trả lời giùm em lại nè. Mã này mã 01. Chốt giùm em mã ít đá. Mã 01. Có lên xét chị Kim Long Phạm. Nguyên Phạm quận 12 chuồng nè con. Một đá nó bàn với một đá full của Phương.
Úc Phương cho em xin địa chỉ số nhà Úc Phương ơi. Rồi Úc Phương 067 xin địa chỉ số nhà 2200 của Úc Phương. Nguyễn Thị Xuân Ho một cái nước hàng. Rồi Nguyễn Thị Xuân Ho một cái nước hàng. Dạ hết chuồng rồi chị, bây giờ chỉ còn đá, đá phun với lại đá rớt thôi. Còn đá phun với đá rớt thôi nha mấy chị nha. Chị nào chốt đá phun thì chốt đá phun, chị nào chốt đá rớt thì chốt đá rớt. Chị em hết hàng rồi, em còn được 7 cái thôi. Nếu mà hàng 90 là bán gì xuống nha mấy chị ha. Hàng 90 ở đây bán không nổi luôn. Em sẽ lên tiếp mã Quảng Châu cho mấy chị nha. Em lên tiếp mã Quảng Châu. Ngày hôm qua em hứa với mấy chị đó là em sẽ chị đừng có nói vô đây em comment mấy chị nói em ăn gian à.
vậy cô vẫn thấy nè, trăm tám. Ông bộ này thoải mái mặc đồ đen gì mà hợp kẻ lên con cũng đi. Bộ này bây giờ chỉ còn ngồi xa dưới 92, 93 tuổi thôi. Có mà cũng mà vậy á, anh đã hơn là cũng quỷ sứ à. Cái gì mà hợp kẻ mà lên con ầm ầm. Mai đi chứ nhắn tin nhớ, nhớ trưa trưa chứ nhắn. Họ gửi trưa trưa chứ nhắn tin nhà em là được rồi ha. Chị Phạm Lụa, em còn một xét caro dưới 92 ký, hết size 75 ký rồi chị Thuận. Em còn một cái áo môi này, áo này cô tông 100%. Con chị nào? Thôi khỏi luôn á. Mẹ phải lòng chốt cho cô Minh mua điện rồi tặng cho con bé con của Minh. Mua điện với con. Chị nào chốt ăn nhúng chứ đừng có chốt ăn phun mình phước cho mấy bà nội. Bữa nay em là không có
chú về theo hệ thống. Cho nên mấy chị mua vài lần mà mấy chị hay kêu xúc ký hay là mấy chị hay ghẹo em thì em sẽ nhớ. Ghẹo thôi nha. Cái đồ má đừng cho chửi một cái là đồ má đá hai cái trái bay lên trụ điện. Chơi với chim kẹt mà kêu ép ép luôn. Rồi cảm ơn Yến Nhi nè. Áo nhúng son, áo nhúng của các tường nè. Các tường 8.000 con nhắn tin cho Yến Nhi nè. Ok, Phương Thảo quận 8 nè. Chị Thư Mộc cho em xin địa chỉ số điện thoại nè Thư Mộc ơi. Để Lùng lấy hai hộp mặt nạ bỏ vô bình bóng gương đi cho Phương Thảo quận 8. Thư Mộc 80.000 nè. Để gì làm nha. Áo nhúng đen này chị Thương Ngọc mặc không vừa đâu. Thì cái đó không gọi là cái phone của chị. Chị mặc không vừa mất công nổi trẻ lắm. Cái nào em nói vừa là em sẽ bán nha. À, rồi Phương Thảo quận 8. Ok, Tú Trăng lấy. Rồi Phương Thảo quận 8 chốt hai hộp mặt nạ Hàn Quốc nè. Em nói mấy chị nghe, mặt nạ này mấy chị đừng có dùng xong mấy chị bỏ, đừng vội bỏ. À, hai mặt nạ này của Phương Thảo quận 8 nè. Hai hộp 200. À, 201. À, lộn 220. Nga 101.000 một hộp mấy chị. Ôi trời ơi, bị đứt dây nấm trời ơi. Đá cá ngựa tôi 100 mấy chục ngàn, gần 200. Bị đứt dây nấm. Trời ơi là trời, đừng chửi nữa. Tú Trang lấy 80.000. Để em lên cái mảng nhúng này cho mấy chị mua nè. Áo nhúng của các tường có rồi. Nè chị nào mà có cỡ 75kg đến 100kg chốt mảng nhúng này. Mảng nhúng này sale cho mấy chị còn 100, 106, 107. Sale mấy chị 120.000. Cửa gì mà nói Yến Nhi. Cái mặt nạ nó mấy chị cắt ra một hộp nó có 5 miếng. Nhưng mà mấy chị cắt ra xong mấy chị bỏ cái bịch nó vô ngay cửa. Mấy chị dùng xong là mấy chị có thể bỏ cái miếng mặt nạ vô để hấp thu cái dưỡng chất lần nữa, ngày mai mấy chị đắp lần nữa ha. Đừng có cười em, Thúy Nguyễn 146 nè. Con nhắn tin cho mấy cô khách mới vô Yến Nhi được chưa? Thúy Nguyễn 80.000, Thúy Nguyễn 146 nè. Nè chị chốt cái mảnh nhúng này nè. Mảnh nhúng này đang là hot trend trên mạng nhưng mà còn 3-4 cái em sale cho mấy chị luôn. 70 đến 100kg chốt giùm em nhúng hoa. Nhúng hoa 120.000 sale luôn, còn mấy cái? Còn 4 cái mấy chị. Còn 4 cái nhúng hoa, nhúng này là bích thủy mặt đường nè. Chị nào chốt nhúng hoa chốt lên giùm em nhúng hoa nha. Nhúng hoa này chị Thương Ngọc được nè. Rồi chốt vô cho em nhúng hoa. 1, 2. Ê đù, còn 3 cái, ừ còn 4 cái nhúng hoa. Còn đúng 4 cái nhúng hoa mấy chị ơi. Nhúng mà hoa. Nhúng hoa của Nguyễn Thị Xuân Hoa nè. Dạ ok, Nguyễn Thị Xuân Hoa. Nguyễn Thị Xuân Hoa 120.000. Bạn Trân nhúng hoa nè. Nguyễn Thị Xuân Hoa có nhắn tin chưa? Bạn Trân 120.000. Họ vừa nhan dầu Quy Hoàng. Dầu Quy Hoàng nè. Dầu Quy Hoàng. Đợi nhắn tin trả lời xong ấy. Dầu Quy Hoàng 120. Rồi còn một cái cuối cùng của bé An. Bữa giờ bé An mất tích luôn. Từ mùa dịch tới giờ bé An mất tích bên em luôn. 120.000 cái cuối cùng của bé Hoa. Rồi hết nhúng nha. Ai muốn nhúng thì kiếm chồng nhúng. Giờ em không bán nhúng cho mấy chị nữa. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái mã nhúng. Mà làm mã nhúng thỏi son 100.000 sale. 150 sale 100.000 dễ thương lắm mấy chị. Em nói mấy chị là rất là dễ thương nha đây. Nhúng thỏi son. Đẹp chưa? Rồi, lên giùm em nhúng thỏi son sale 100.000 nè ha. Từ nãy giờ Nguyễn Thị Sư. Dạ nhúng hoa hết rồi. Cho coi bộ đen nè chứ. Ai? Ai anh? Trọt lên bữa nay nó bị, đã nói là phân bay nó chậm tương tác mà. Cái lùng nó trọt lên rồi á. Nhúng son của Tú Trang Lý 100.000 nè. Rồi Tú Trang Lý 100.000. Hương Ngọc vừa. Hương Ngọc quận 12. Bữa nay gửi là gửi bill ở quận 2 nha. Chút nữa chị Thương Ngọc chịu khó vô nhắn tin là Yên ơi, chị trả lại cái áo đá 160, mai làm bill nhớ trừ lại 160 lấy hàng về giùm chị. Để anh Phước biết làm bill nha chị. Thương Ngọc 100.000 nè. Rồi chốt giùm em áo son. Áo hoa cây son còn được vài cái mấy chị. Chốt giùm em áo son còn vài cái nha. Tranh thủ áo này là chị nào mà từ 65kg đến 93, 94kg vẫn vừa áo nhung.
mã khác nha. Tiếp tục mã khác dùm cho em. Em còn một bộ caro size dưới 92kg, chị là 82-92kg. Em sale cho mấy chị nha. À, một nhúng thoại son của Mai Nguyễn. Mai Nguyễn này cho em lên mang số điện thoại đuôi sau để anh bút. Nó cho bill này. Rồi Mai Nguyễn. Mai Nguyễn 100.000. Nhúng son của Nhung Lâm. Coi ghi nha. Thằng Hầu cứ quăng ra cái bẹt một cái bay lại hỏi tao, tao đá hai thằng giáp bay lên trụ điện á. Nhung Lâm 100.000 nha. Rồi Thúy Phan. Thúy Phan này là Thúy Phan ở Phú Yên nè. Thúy Phan Phú Yên mà chiều nó ghi Thu Phan. À, Phú Yên nè. 100.000. Ờ thiếu chữ ai về kiếm loài bản hồng á. Rồi Yến Nhi một cái, Yến Nhi con có gió một cái nè. Rồi chị Ngọc Mây Trắng là cái cúng vui trong cuộc đời nè. Rồi chị Ngọc Mây Trắng là cái cuối cùng trong cuộc đời. Cái bộ này là từ 82-83 đến 92-93kg. Bộ này là mấy chị thấy áo đại lắm, áo của team nha. Áo của team kèm với quần váy. Quần váy caro rất là đẹp. Bộ này 240-250 xem cho mấy chị còn 180. Còn đúng một bộ và một size này thôi nha. Chị nào nằm trong cái dòng lao lý thì chốt, không nằm trong cái dòng lao lý thì đừng chốt giùm em. Em nói chuyện nha. 638 của Mai Nguyễn dạ. Cảm ơn chị. Tiếp tục mấy chị. Ôi, ước gì hàng chính quy mình bán chứ gì chứ gì hả mấy chị ha. Bây giờ bữa nay em sẽ sale một cái mã cho mấy chị. Là mã gì chưa biết. Thank you.
về bà Yến Nhi Nguyễn Thị. Trời đất quỷ thần ơi, bán không được nó buồn bà vui sao bà vỗ tay dữ vậy bà Nhi. Ui thôi không phải vui đâu nha. Rồi xe mã này về cho mấy chị 170 ngàn là có hàng luôn nè. Nếu chị nào không chốt mã này nữa là có hàng luôn. Mã này còn dưới 82 kg, 2 bộ. 2 bộ dưới 82 kg, 1 bộ dưới 72 kg, 3 bộ dưới 82 kg. Tranh thủ chốt nha, tranh thủ chốt bộ này nha. Bơ của Hồ Cẩm Thái, Hồ Cẩm Thái 101 ngàn, 101 ngàn của Hồ Cẩm Thái con đây. Ai đã từng đi quá sống cứu lắm chứ. Em nói với chị cái set này đẹp lắm, set này đẹp mê luôn. Xe với chị còn 170 ngàn, set này là 250 nè nha. Set bi bỏ nhà em coi giãn dữ dằn. Em còn một set dưới 72 kg và 2 set, 3 set dưới 82 kg. NT Vân nè, NT Vân khách cũ nè, 101 của NT Vân rêu. Đây mấy chị cái quần đẹp lắm, cái quần đẹp mê nha. Rồi chốt giùm em. Con đúng là bà lo lộn, đinh lộn cái quần này mà chị ơi, đinh lộn. Dạ em chị chốt bơ, chị chốt bơ chứ chị không có chốt rêu nha chị. Mà chị chốt vậy chị xã em cũng phải chịu. Thanh Tuyền xét này nè, Thanh Tuyền có thử quay giờ còn được chị số điện thoại không? Cái quần đẹp lắm mấy chị. Chị vừa rõ ràng chị chốt bơ xong hả? Hà chị nói yêu ơi chị chốt, cha chị xã cái bơ chị lấy cái rêu. Cái chị chốt bơ xong cái không sâu cái bill nhiều mà chị nói chị chút rêu với chị không chút bơ là không được. Tại vì chị vừa rồi là chút bơ chứ không phải chút rêu. Em nói chị hiểu không? Có nghĩa là chị chút bơ thì em chút bơ cho chị chứ không phải là chút rêu. Và chị nói là giống như là chị khẳng định là chị chút rêu chứ không phải chút bơ là do em lộn. Là em sao là em không có đồng ý. Có nghĩa là nãy giờ em nói chị hiểu không? Có nghĩa là chút rêu khác là mã bơ khác. Có nghĩa là hai mã khác nhau. Và cái là ví dụ như chị chút bơ rồi chị thấy mã rêu đẹp thì chị kêu chị chút rêu chứ không phải chút bơ là chị sai chứ không phải em sai. Có nghĩa là chị á. Thanh Tuyền này cho ba số điện thoại đuôi sau nè. Còn túi là sao á? 170 ngàn của Thanh Tuyền nè. 70 kg của Lê Lan. Lê Lan này, Lê Lan ở đâu nè? Lê Lan này 170 ngàn nè. Lê Lan 170 ngàn. Bây giờ còn dưới 80 kg chị bỏ cũng lấy được không? Phương Quỳnh nè. Phương Quỳnh cho em xin địa chỉ số điện thoại. Phương Quỳnh yêu dấu rồi. Phương Quỳnh 170 ngàn. Hình như Phương Quỳnh nếu không ra các cụ. Trời ơi, trời ơi là trời, kêu mấy lá túi em nhận, bộ bi hôm nay đẹp lắm, gì ai cũng khen. Dạ, một phép của Nguyễn Phong nè. Rồi, Nguyễn Phong Cà Mau không ạ? Phải Nguyễn Phong này, Nguyễn Phong Cà Mau không? Nguyễn Phong hình cô gái á. Ôi, cô gì vậy, chị ca chép Thanh Tuyền 282 nè, trời ơi, tôi nghe tôi mệt chim ghê. Có nghĩa là phải đổi lại cho bạn cái rêu á. Ừ, vậy đó. Anh Tân ơi, đổi giùm em Lê Lan này Tây Ninh nè. Đổi giùm em của chị Hồ Cẩm Thái. Đổi qua cái rêu này, đưa cái bơ đây cho bà ớt vậy đó. Thôi, bà hại não tôi dễ sợ luôn. Thì có mấy chị hại não em dễ sợ thiệt tình luôn á. Chứ em không có làm gì mấy chị đâu. Nghe. Chứ ai làm gì mấy chị luôn á. Có mấy chị hại não em quá trời luôn. Hôm nay bán sẽ về nha mấy chị con này nè. À vậy đi. Ờ vậy đi. Đây. Dạ quần bát hay quần rộng gì em cũng xả rồi. Nè con này nè, con túi này mấy chị ơi, con túi này nha, nhờ xả rẻ cho mấy chị cái livestream 130 ngàn, ok không? Xin không? Rồi chốt giùm em con này xả rẻ mấy chị 130 ngàn, con này 190 nè. Bán con cho chị nào có chia sẻ livestream 130 ngàn. Tôi ưu tiên chị nào có chia sẻ livestream tôi bán con này 130 ngàn, 130 ngàn con này mấy chị đó. 100 yêu nguyện. Dạ Phương Quỳnh cho trọt cái ngón tay giùm em gái yêu nguyệt mẹ thiệt chứ. Chuỗi chuỗi lớn cho chuỗi bút dài mà ai. Đây mấy chị ơi. Rồi tôi qua bách cũ đúng không? Kiểm tra đi. Thôi 20 bút chưa? Con này bán cho mấy chị 130 ngàn đi. Rồi bỏ bút 130 ngàn. Vậy đi. Ai đã từng đi quá xuống cú lâm dê xuống dán lâm cú. Học chào nước say. Ai đã từng đi tiếng cho đó. Trời ơi, em nói chị gian da thiệt nha. Con này là của như dài. Dài
dài quá trời dài luôn. Trời ơi con này nè mấy chị, ở trong này nè, 150 ngàn con này đựng hồ sơ được nha. Trời ơi con này mà mấy chị mà đi hút hụi một cái đựng tiền mà bao la vậy bác nghe. Tao tính giá sao cho không có vừa. Cái gì mà chết. Nè, tôi đề nghị là chị bỏ phút chốt giùm tôi cái này, cái nó quá trời đẹp luôn. Bỏ đồ vô cái túi này đi, tới một quýt năm sau nó cũng đứt hàng. 150 nha, để tôi đi kiếm đồ nha, đừng ai kêu tôi lấy túi nữa chứ. Để tôi đi kiếm đồ bán, đừng ai. Chữ buồn cho Tam Ngọc.
người ơi, em chán ở đâu mà chị em mùi thối em biệt đi. Hôm qua thấy đi chia sẻ cái gì ở trong kia nó trời ơi, con mũi cái hay đi đâu trời. Có lên xét đỡ cộng tú. Áo đá 60 đến 80 cái áo đá này tôi mặc vừa nhưng mà mấy chị dưới 80 thôi. Ha, 160 ngàn áo đá. Rồi không ai chốt nữa nghỉ phải đi lên xét đi mấy chị. Bây giờ em lên xét từ ngoài cửa vô tao trong nhà cho mấy chị nha. Ha. Bây giờ em lên xét từ ngoài cửa vô tao trong nhà. Áo đá của chị Trang Dương là 160 ngàn. Áo đá của Trang Dương là 160 ngàn của Trang Dương. Nhà Trang Dương cho em xin địa chỉ số điện thoại. Má bị bộ đội sợ súng dập tới giờ im ru luôn hả? Ha? Lên làm thì mặc ba lỗ trình lê ống giường 60 đến 80 cây. Mấy má từ từ chút cho con thở chút mấy má. Ha? Từ từ. Má làm gì cũng phải từ từ. Cục cức nó cũng phải có cái đầu với cái đuôi mấy má. Áo đá 160. Dạ, cái gì cũng phải từ từ nha mấy chị. Giống như là cục cức của mấy chị cũng phải có đồ có đuôi. Cũng má nhiều lúc ỉa người ta vừa ỉa bóc vô cái phỏng tay với mẹ luôn. Cũng phải từ từ cho nó nguội mấy chị. Ha. Ai mượn mày học trời ơi, đủ má về bộ đội sợ súng nó bán bánh trắng trộn nó nuôi. Mắc gì phải đi học. Tao nói mày nghe, học cho lắm tắm cũng có quần thay mà học cho hay thì tắm cũng thay lại cái quần cũ. Cho nên là tao nói mày ở nhà bộ đội sợ súng trộn bánh trắng trộn bán. Đúng mày. Đúng không mày? Ok. Đại học mà ra đủ. Đây, má chữ xong mà học đại học ra cũng chưa bán live stream nha mấy chị. Anh phải nghe là học 12 rồi cũng ra bán phụ live stream. Anh phải học xong 12 luôn rồi phụ vợ bán live stream nhục hơn nữa. Tám chị thấy không? Nè, hôm nay tôi share cho mấy chị một cái mã này là mấy chị mê nè. Tôi nói thiệt. Tại vì giờ tôi đáng lẽ tôi không có sale mẫu này nó đẹp. Nó đẹp lắm. Nó đẹp từ cái vải, cái kiểu tới cái mẫu. Nhưng mà thâu, sale 180 cho nó vui nha. Nhưng mà mẫu này còn lẻ sai bà nào trăm ký tranh thủ hút và trình lê ơn. Cái mẫu này vải nó đẹp lắm. Rồi tiền đâu mua đồ hiệu gì à? Ba má bán cua Cà Mau nuôi. Đó là của anh là bác sĩ ra. Đó này cũng có lên chim. Đây mấy chị. Má bò đẹp không mấy chị? Trời cái vải nó mê lắm. Má bò. Má bò này nó sẽ là size dưới 73 ký. Dưới 83, 84 ký và dưới 93, 94 ký và dưới 103 ký. Chốt giùm em mã bò quần dài nha mấy chị nha. Mã bò quần dài chồng nó sang, mặc mấy mẫu này nó sang. Ừ đúng, nó sang thiệt. Nó sang lắm nhưng mà em không có phải cái tông dịu dàng mấy chị. Em là cái tông là coi như đụng máy giống như là tờ. Cứ nghĩa chưa kịp đóng là chụp rồi là vậy á, là cái phong cách của em. Bò của mình xô hồng lấy size hay nha chị. Cái size XL hết rồi. À lấy size XL. Mình xô hồng bò 180. Trời ơi. Mấy chị biết sao? Má nó có một cái đồn mà đồn điền mà không phải cái thùng mọi người còn dùng cái thùng điền không đúng. Ồ, xét có không có đen. Để anh nói mấy chị nghe. Nhà con kính nguyện nó không phải có cái đồn điền mà mình nói sao ta. Nó có một cái hồ mà nó ngang ngửa với biển đông mà mấy chị. À, bộ bò cũng là nguyên thành phố nè. Nó có size này nha. 180 ngàn của Ngọc Nguyên thành phố. Trời ơi, quần tôi đang mặc hồi nãy giờ tôi sale còn có 100 ngàn cái quần đá nè bà nội, còn mấy cái là kiếp. Trời ơi, mày đi đâu vậy? Kiếp tao lỗ quá trời luôn kiếp. Nè, tôi còn hai mẫu, một mẫu đá rớt và một mẫu đá full nè. Nè, một mẫu đá rớt và một mẫu đá full. Trời ơi, chốt giùm cái đi kiếp Nguyễn. Đây. Nè, chốt cho kiếp Nguyễn hai cái quần 200 đi con. Cho nó mang nó lại chứ không là chết luôn á. Bất tử 180 nè. Bộ này về chồng mày mặc là chồng mày khen. Bất tử 180 nè. Má bò của Chế Ngọc may trắng 180 nè. Không đủ size đâu nha mấy chị. Mã này ống nhỏ. Mẹ ơi còn bộ nào trăm ký không vợ? Cho hành mỹ không vợ? Mẹ ơi hết rồi hành mỹ ơi. Hết hành mỹ ơi. Bò tay L của Lê Lan nè. Để xếp bộ này cho Lê Lan nè. Lê Lan tay 580. Lê Lan. Khi bữa nào lên bộ vải màu rêu ok. Đang lên vải màu rêu đẹp nha. À, Cẩm Tú Phan Thị bộ bò 180 nha. Cẩm Tú Phan Thị là cách mới lưu ý cho mẹ nha. Bên em hàng chính quy cho nội trạng. Hàng sale bên em không cho đổi trả, đây là hàng sale.
Thứ hai, bên em không thể kiểm tra hàng tổng số ok nè. Ok mình chốt hàng thịt bìa. Em chị ha, nói cho khỏi mất lòng. Chứ lại bên em không có chốt theo hệ thống em nha mấy chị. Chứ bên kia người ta chốt hệ thống nhiều lúc cái hàng bị gì, mấy chị lên trên lo người ta, mấy chị nhắn tin người ta đâu quan tâm. Thậm chí em mà đi lấy sỉ người ta còn không quan tâm nha. Tổng số Phan Thị nè con. Tổng số Phan Thị trăm ta. Yến Nhi em một cái quần 70kg của Yến Nhi ok Yến Nhi nè. Ủa này Yến Nhi từ đầu like em đâu có vô đầu like gì hả? Rồi Yến Nhi. Yến Nhi cái quần 100.000. Quần đá này Yến Nhi đặt có size lớn lắm mấy chị ơi. Bán quần đá này em lỗ một cái còn cỡ. Quần này bóng đá lắm nha. Rồi đứng dậy kéo. Nhà con Yến Nhi 100.000 rồi kéo quần được xuống ra. Nè mấy chị. Càng mặt càng sướng. Mặt đá lắm. Cái này là đá bên hông thôi. Không phải đá phun còn đẹp hơn nữa ha. Yến Nhi 100.000. Bé bò 75kg của Phương Quỳnh. Còn một bộ của Phương Quỳnh nè. Phương Quỳnh để có bao nhiêu vậy? Phương Quỳnh Long An nè. Phương Quỳnh 180.000 của Phương Quỳnh. Đúng rồi. Bò chiếu 100kg hết rồi. Bò mẹ của Lê Lan có rồi đúng không? Rồi còn một bộ cuối cùng. Dạ ok. Chán mua bên em. Buổi trưa em like 2 giờ. Buổi tối em like 8 rưỡi. Ngày nào em cũng ở cái đồng đỉ này. Chỉ vô chứ gặp em. Ngày nào mà tôi nói mà chị nào mà chồng bỏ chồng chê mà vô gặp em là chồng mê tới già. Chị nào mà lỡ mà chồng quýnh cái mỏ phù chù chù mà đang buồn đang khóc thì vô đây gặp em về nhà đội quần luôn. À, quần đá còn pha 80kg hả tiền không? Hình như chị còn à. Còn cái nè. Còn cái duy nhất nha. Nguyễn Thị Bích Tuyền. Ủa 90kg hết à? Nguyễn Thị Bích Tuyền. Nguyễn Thị Bích Tuyền nha. Dạ cái chị gì đó cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. À, bộ đang cần hả? Cần kèm em còn đúng một bộ này. Em còn đúng một bộ này dưới 72, 73, 74kg. Rồi để cho bộ này cho Thúy Nguyễn 146 luôn nha. 180.000 của Thúy Nguyễn 146. Bộ này vải mê lắm. Em nói về cái chất vải thôi nha. Là mấy chị thấy cái bộ này là mấy chị chết. Để em lên cái đầm này cho mấy chị coi đẹp không. Trời ơi cái bộ này tao nói nó đẹp mê say luôn. Bộ này nó đẹp ba bốn nội luôn. Anh ơi anh coi Thúy Nguyễn thì Bích Tuyền nãy ra lấy cái quần nào ạ? Cho em coi lại phần đá nào ạ? Đá nào để em biết em lên lò em lấy cái rồi cho Tuyền. Đá full hay đá nướng thì anh nè. Cho Tuyền thêm cái của chị nữa nè nha. Đá full. Cho Tuyền thêm cái của chị, đá full của chị nữa nè. Trời ơi đã lắm mấy chị. Đã lắm. Đã lắm. Nè cho Tuyền thêm cái là thành 200 á. 200 của Tuyền. Tao nói ai mà buồn buồn mà đi dạo vô cái livestream của em là tao nói có vụ Yên ơi còn nguồn đá nào nữa không? Mày nói đâu rồi nãy từ đầu lên cái xe 100 cái quần mày không có mặt. Tao đi là tao đi vòng lên cầu thang coi thử nha. Nãy giờ mày đi đâu vậy? Nè còn quần đá 400 thôi. Tao đi vòng lên cầu thang. Ồ hơn. Còn một cục quần đá là 7. Ôi phải không ạ? Ôi phải quần váy. Mày không phải quần đá chị nào đó là quần váy chị. Không phải quần đá. Không phải quần đá đâu. Chút nữa tao lên lầu tao lấy ra tao nhường cho mày cái ha. Chút tao lên lầu tao lấy ra tao nhường cho mày cái. Ủa em đang like tới gì rồi mấy chị? Xe máy này. 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 Xe máy này.
À, trước khi đem vô cái lễ này em sẽ xe em sẽ bán với chị cái mẫu đồng về tối hôm qua. Nhưng mà em nói thiệt luôn, Quyên thiệt tình luôn với chị, cái mã đồng này đẹp lắm chị Lê. Nè, thì bây giờ mình nói trước bây giờ cái chất vải đi. Nó là một cái chất vải mà người ta gọi đó là một cái vải đen, mà vải đen này nó gọi là vải co giãn bằng vải gì mà em không biết vải gì, nhưng mà đại khái vải này nó rất là đẹp nha. Đại khái em mới nói về sơ sơ về cái chất vải thôi, thì mấy chị tự hình dung và tự hiểu đi ha. Đây cái tay áo nè, đây là cái tay áo mấy chị, cái tay áo xinh lắm nè, thấy chưa, thấy cái tay áo chưa. Nội mà cái tay áo không là cũng đam mê rồi ha, ha đừng nói chi. Rồi mấy chị hiểu về cái chất vải chưa? Nếu chưa hiểu về cái chất vải em nói là cho cái chất vải. Mà mấy chị hiểu về cái chất vải chưa? Nếu chưa hiểu về cái chất vải thì em nói lại về sơ sơ về cái chất vải cho mấy chị thôi ha. Nói sơ sơ về cái chất vải cho mấy chị thôi, là nó là một cái chất vải mà người ta gọi đó là đầm này. Em nói với chị là một khi hồi đợt trước mấy chị đã mặc cái đầm bi bên em thì hôm nay cái đầm này về là mấy chị sẽ mê. Mới nói về cái chất vải thôi đúng không? Đó, đây là chất vải, là một cái chất vải co giãn. Đây là Trình Lan, xinh lắm nè, cái tay nè ha, cái tay mới đút thử cho mấy chị coi ha. Đây, ở dưới là có hai bên là có hàng đút nè, nó là phơm xè. Nhưng mà đặc điểm của đầm xưởng nhà tôi không nói xưởng người khác, có nghĩa là tôi chỉ là giống như trái nhà ai để chị đi nè, ai để chơi, tôi không chơi nhà người khác. Có nghĩa là xưởng nhà tôi may đầm lúc nào cũng qua gối. Còn mấy chị giờ không thích qua gối, mấy chị cắn thích xịt đúng không, mấy chị cứ cắt lên cho tôi, lên like cho tôi là được. Còn bên tôi là tôi nói tôi theo cái quan điểm là an toàn là hàng đầu, tôi không may cần lọc tợp, tôi không có may mà lắm úng một là hoặc là cái kiểu mà nhíu ngực chỗ đây mà lắm nguyên cái khúc đây là tôi không có trao thành cái bụng nào bụng đấy cũng trăm mốt, chứ đâu phải dòng eo 56 như Ngọc Trinh đâu mấy chị. Mà tôi nói dòng eo 56 thì nó còn đó, em nói chưa hiểu luôn đó. À, lại vậy đầm này 260 ngàn à, vậy á. Mà đầm này tổng cộng 4 size, dưới 72, dưới 82, dưới 92 và dưới 100, vải đẹp lắm. Mà cái form đầm rất là đẹp. Cái form đầm em nói mấy chị là dáng mê mẩn luôn. Mê và tuyệt vời lắm mấy chị. Mê, mê lắm luôn. Đầm này 4 size, 260 ngàn. Chị Trang Dương ơi, cái nói như nè, ví dụ như mình mua hàng á, làm chị phải có địa chỉ, có số điện thoại, người ta mới ship cho. Địa chỉ không cho, địa chỉ không, số điện thoại cũng có. Rồi chẳng lẽ giờ chị đứng cửa nhà em đứng cửa nhà chị, ủa lộn, em đứng cửa nhà em, chị đứng cửa nhà chị, em qua một cái bắp, chị chụp một cái bọt, đem vô, em mất cái đầm. Xong tốt một đầm dưới 90 kg, dùng một cái thơm, cái đầm này mặc em nói với chị là dịu dàng, quay lá cành, quay lá hị, bông hị, bông bự lắm mấy chị. Em nói thiệt nha, cái đầm này mà mặc cho mấy chị là con vô đẹp lắm. Hả? Hiểu giùm con cái bà nậu nãy giờ nói quá tròn, hiểu đi đúng đường luôn á. Hiểu giùm cái bà nậu không? Hồi nãy giờ nó nói cái con mì đâu không hiểu. Đi xuống hòn 260 nè. Nãy giờ chưa nói con mẹ gì luôn á thiệt. Bán từ đầu lái giờ nãy giờ chưa nói gì hết trơn á. Em sẽ lên cho mấy chị một cái mã tối hôm qua về. Có áo thun không ạ? Áo thun giấy à? Áo thun giấy. Sợ khoảng khoảng 11 về một áo thun lô đá nha. Nè bộ này ngày hôm qua mới về. Xinh không? Trời ơi mấy chị ơi, hồng thị rút. Bộ này người ta gọi là bộ hồng thị rút. Và bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Kệ mẹ nó nói nhiêu đó, bán được cái đầm lời được, tôi mở được rồi mấy chị, nói nhiều người ta không có hiểu. Ha, còn chị nào không hiểu cứ nói em lại. Rồi một phút nữa chị Trang Dương không có địa chỉ số điện thoại thì em xả nha. Rồi chờ chút Yến Nhi, chờ chút diễn tả lại cái đầm cho coi. Đây mấy chị, đây là cái bộ hồng vuốt. Ha. Trịnh Lan, ờ đúng rồi, Trịnh Lan phải lấy đầm đen, đúng rồi, tại lợi mới lỡ rút ra cái đầm đen nè. 256 của Trịnh ra. Hồng xét của Phẩm Tú Phan Thị, dạ size L, chị 70 kg là size L nha. Chị 70 kg là phải size L rồi, ôi cái đầm với lại cái xét hồng rút mà mặt không đẹp mà đi kiếm tôi vào hồ cẩm thế. Ha. Rồi cái này của ai? Xét hồng. Ủa lộn lộn, hồng xét chứ không phải là hồng xét. Lộn. Chị hồng xét đúng không? Chốt giùm em hồng, hồng thì rút nha. Bộ hồng thì rút này em có tổng cộng 4 size quần chính tóc. Bộ này là 240 nè, mấy chị coi vải nhà em nè, đã không? Rồi, chốt giùm em bộ hồng thì rút. Cầm đen Trịnh Lê lấy rồi. Chứ mấy chú cấm Maria Huệ ơi.
Hồng 240 ngàn. Cô Nhậu Huyền có gửi cho chị Minh Xuân Hồng một cái món quà nữa nha. Rồi 240 dưới 90. Trời má mưa. Tiểu lên lên tiểu lên lên chớp dần. Con ngập rút đi mấy con. Ai chúng ta mò bò thế mấy coi. Ấy hai vụ nữa rồi đóng lại nghỉ thôi. Hôm nay giá cái ngựa tôi dính nén mấy chị ơi. Ai cái bộ này là ngày hôm qua mới về nè. Rồi Hồng thì rút hôm nay chốt đúng không? Phi Quang Hồng rút nè. Đó, Phi Quang Hồng rút. Phi Quang Hồng rút. Thơm lắm mấy chị, cái dòng này mấy chị ơi. Chị nào chưa thỉnh thì nên thỉnh nha. Em nói mấy chị thơm cực kỳ. Thơm cực kỳ. Ông không qua ngày nữa Hồng rút cũng phi qua. Rồi bộ bi. Chị này chốt bộ bi này nè chị. Chị chốt cái bộ bi này giùm em nè. Rút dưới 80 kg. Dạ Lan Hoàng Hồng rút dưới 80 kg. Của Lan Hoàng. Quần váy chưa có. Quần váy nó hàng lẫn trong nó nằm trên lầu từ từ đi mấy chị. Nhưng mà mấy cái đó mấy chị phải biết theo. Bộ này 220 là trời ơi. Cái bộ này mặc nó sung sướng cuộc đời lắm. Phải co giãn luôn. Bộ bi nha. Bộ này 220 ngàn. Chốt giùm em bộ bi. Giá nào chưa chốt bộ bi chốt giùm em. Thúy Nguyễn có quần sọt không hả cha? Cháu muốn lấy quần sọt lên đâu quần đùi cháu nói đi. Cháu nói đi em còn một cái ba Quảng Châu. Cháu muốn sọt lên đâu? Hôm nay chị đâu có tặng gì đâu. Nhà chị không còn gì chết. Chị nào tháng 7, chị nào mà chưa thỉnh cái dòng trắng tà này thì cá chép nè, 220 ngàn của cá chép. Em nói với chị nha, cái dòng này nó thơm cả đời luôn. Cái dòng này thơm cả đời luôn mấy chị. Cái dòng này người ta gọi là dòng gỗ trắng tà. Nhưng mà dòng này đã có chú rồi. Nè giống như em đang đeo nè. Dòng này đeo 4 dòng và dòng này đã có chú rồi. Nè mấy chị ơi, cái dòng này thỉnh 450 ngàn. Coi giùm em nha. Dòng này đã có chú, chị đang theo đạo Phật hãy thỉnh. Không theo đạo Phật đừng thỉnh. Mình nói dòng trắng tà có nghĩa là cả nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng. Có nghĩa là sao đeo dòng này? Mấy chị đi ra mồ ra mải học, mấy chị đi ngoài đường đi khuya về, chị đi khuya đi sớm về khuya mấy chị gặp băm nè, ABCD, ABCD gì đó là nó sẽ không có dính gì vô người mình. Và cái thứ hai là thằng nào mà ta nói mà đè đầu mà hạ tiếp á, là cứ giang hai tay ra kêu anh ơi hãm đi, tại vì cái dòng nó cũng không có dính vô người. Đó là dòng này là 450. Đó dòng, cái này không phải dòng trầm chị Minh Xuân Hồng. Cái dòng này là một cái dòng gỗ mà cái sư phụ nói dòng gỗ gì em quên mất con mẹ đó rồi. Ha, được cái cái chiếc đi chưa dạ mai đi luôn chị. Xếp bộ sọt hả chị? À xếp bộ bi hồi nãy là quần sọt nha. Là nhưng mà riêng chị Minh Xuân Hồng là sư phụ gửi hai dòng, một dòng nữ và một dòng nam cho chị ha nha. Đó như vậy á. Rồi còn ngày sáng hôm nay sư phụ gửi cho em một thùng bông đu đủ đực và lá đu đủ. Cái đó một sáng mấy chị múc một chút xíu thôi, một chút xíu thôi nha. Rửa đi xong rồi đập ba cái xả bỏ vô một cái nồi nước mấy chị nấu, bỏ trong cái bình thủy á, cả nhà uống đi, có thể ngăn ngừa ung thư. Và cho những chị, những người mà có gia đình có người bị ung thư là uống cái đó đi. 300 ngàn hai bịch nhỏ. Tại vì sao? Một thúng đu đủ và hoa và lá phơi đây chỉ có một chút chẻo thôi. Em lấy tiền này em bán giùm cho chị Hằng vợ anh bị ung thư chứ, để nuôi ba đứa con, ok chưa? Không lấy đằng nào Lan Hoàng, cho em cái địa chỉ của em không? Chị Lan ơi, chị Lan Hoàng cho em xuất dưới địa chỉ nha. Bên em không có gọi điện chút hè. Còn mấy cái này mà bán nói gì lợi nhuận của em nói thẳng luôn. Một dòng kiếm 150 ngàn. Dạ em đều cúng dường về chùa cho tiểu đi học. Đóng tiền học phí đồng đó nha. Không dính dế gì hết trơn á. Không ăn uống gì hết trơn á. Nếu mà tôi đói thì về cha mẹ tôi nuôi nha. Còn nếu mà cha mẹ nuôi nổi thì bán bớt bớt. Trời ơi tôi nói còn bay thẳng cắm vào đất người ta không à. Vì dùng cái trò nữa cũng được. Chứ cái này là không có tham vọng và không có ăn trong này. Bán thì chứng mẹ cái gì bán nha. Từ từ mấy chị hiểu tôi. Rồi chị gì đó ơi, cho giùm em địa chỉ số điện thoại. 450 chị Kim Vẹn. Hồi bữa chị Kim Vẹn nói em lấy một cái đông sơ cây mà em kiếm nó chưa có, để vô thử em coi trên kho còn em lấy cho chị nha. Gặp này 450 em lời đúng 150 ngàn em nói với chị nha. Em lời 150 ngàn không ăn uống gì trong tiền này. Nhưng mà sư phụ đã chú rồi mà nó rất là thơm. Thơm lắm mấy chị. Chị My Su Hồng. Nó thơm, cái kiểu của nó là thơm, thơm gỗ tự nhiên. Nha. Nó không phải là thơm tẩm, thơm đồ, nó không có thơm kiểu đó.
tiếp cho mấy thầy sếp à. Mỗi quỷ cả cặp kia là ba bốn ngày nó có áo đẹp, tại sao mày lì dữ cũng tiếp nha. Lên tiếp này nữa là em nghỉ nè. À, em lên cái sếp này nữa là em lên hai cái kia rồi em nghỉ. Em lên hai cái hàng xeo em chót xong em nghỉ. Nghỉ cho bé Lùng nó đi ngủ nha mấy chị nha. Nghỉ cho bé Lùng nó đi ngủ, mai nó đi học. Mai nó mặc áo dài nó tung tăng đi học mấy chị. Bộ này 240. Em lại thích bộ này. Em nói chuyện với mấy chị là em thích bộ này. Ông em làm cái gì em ăn là em ăn bán không bán. Giống như anh Bảy nè, hàng á. Ăn là ăn hàng cúng là cúng, mà hàng này hàng để em ăn. Em đâu dám cúng cho con nào đâu. Mà thấy là nó hút liều. Đây mấy chị xếp này. Rồi đẹp ông nó nhúng vào trước ngực rất là đẹp nè mấy chị thấy không. Thấy nó xếp ly không mấy chị đây nè. Mấy cái đường xếp xếp lại rất là xinh. À xếp này 240. Không có đen. Cho một xếp bi dưới 100 kg. Hết xếp bi dưới 100 kg. Còn xếp bi, xếp bi này chị 95 kg. Chị mặc cũng vừa hay nha. Nè nếu mà Nhung Nhung Lâm lấy á, tại vì biết sao không, chị Yên còn một cái dòng nam. Nếu Nhung Lâm lấy dòng này, chị Yên tặng Nhung Lâm một cái dòng nam. Tại vì đa số tất cả những chị sáng nay có view đều có dòng tặng nam hết nha. Tại số vụ biểu em là là riêng Nhung Lâm lấy là còn đúng một cái dòng nam thôi. Em sẽ tặng Nhung Lâm nè, cho vợ chồng đeo ha. Nhung Lâm ha, dòng này mấy chị đeo cả đời cũng được, gỗ thơm cả đời luôn. Gỗ thơm lắm. Rồi Nhung Lâm 450 ngàn. Nhung Lâm 450 ngàn thôi. Hai dòng nha, kiểm tra hai dòng. Chị là có người làm từ mẹ ta.
mà đi với ma thì mặc áo giấy cho tao. Ha, lưu ý giùm nha. Tặng cái đây cho chị đây nè. Nè con lấy một cái lá tặng cho cô này nè. Thấy không? Ừ, mà hay vậy lắm chị Minh Xuân không? Chú có mèo xong nói giọng vậy á. Giống như hồi bữa anh nè. Hồi bữa ơi, cái chị gì mà em không cho nhận hàng từ Hà Nội, anh là chị gì? Cái caro này đúng không chị? Cái này đúng không? Là ok, Thuận Nguyễn nè. Thuận Nguyễn là qua giờ hả anh? Ủa Thuận Nguyễn từ từ ngủ. Chị Thuận Nguyễn này cho em địa chỉ số điện thoại nè. Nè con ơi, cha con Thuận Nguyễn lá bồ đề nữa là hết rồi đấy con. Hết lá bồ đề rồi đó. Ủa bồ đen gì đây ta? Chị vô là chị bắt đầu chị hiểu em à. Nó tăng tăng tầm tầm. Ờ, 2 tháng 4. Xét caro đẹp lắm chị Bỏ Phúc. Em nói chị Bỏ Phúc là xét caro rất là đẹp. Xét caro cái áo đẹp lắm. Bữa em có mặc hồi live stream á chị. Để em đưa chị Bỏ Phúc coi lại. Xét caro đẹp lắm. Cái set này xinh lắm chị Võ Phúc, rất là xinh. Em có mặc cái set này em like cách đây 2-3 bữa nha. Đây. Xin lỗi với chị nha. Má cái set này bắt lụa. Cái set này là quần ống post, quần dài. Ê, có tặng nha, lửng máu vậy nha. Nguyễn Ngọc Thuyền Trang hồi bữa giờ có chưa? Có rồi. Trong cái video có rồi. Thủy có nha Thủy nha, nói vậy buồn buồn khóc á. Đừng nói vậy nha. Bộ này chị bỏ, bộ này là quần da ông bán lại bộ này 250 mà em bán 240 là em lùn nè. Thiệt. Em còn mấy bộ mystery em xem với chị trong tư cho hết hàng nè. Em có size dưới 75kg và dưới 85kg. Chị Thuận Nguyễn này cho em 3 cái số điện thoại đuôi sau đây. Trời ơi, bà đổi hình nền đó bà Thuận. Bữa sau bà đừng có đổi hình nền nha. Dặn rồi, đừng có đổi hình nền nha. Rồi đây còn mấy bộ Quảng Châu. Tôi nói gì bà đọc sai rồi. Lấy cho Bảo Phúc một bộ là con 240. Sao tôi mua đồ quà mà bà không có cản tôi gì hết vậy em? À, tao có bị điên đâu, tao cản mày Thủy. Con Trần Hạnh kìa, là người ta còn bán cơm phòng ngủ với cái thằng tôi. Tụi mẹ còn mày bán heo quay với mày, mày làm mày mua lần 8 cái mặt bằng 3 cái con hẻm mày chặt góc hết cái bịch chánh luôn. Tao kể mày chi. Trời ơi, buông điên. Đây mấy chị, nghĩ sao mà nó 8 cái mặt tiền bảy, chặt 7 con hẻm, mua đứt 7 con hẻm, thêm 18 cái tiệm heo quay mà kêu kẻ nói gì mấy chị. Bộ này báo mấy chị 140. Xin lắm, bộ này quần Mickey. Thôi bán 120 cho hết hàng đi. 120. Em còn size số 2 là dưới 88-89kg. Em còn size số 2 là chị hết size số 1 rồi. Trời ơi, bà cá chép phải vô rồi bà ngồi bắt cười biết. Size số 1 dưới 75-77kg. Size số 1 dưới 75-77kg. Còn size số 2. Trời ơi, Trần Hạnh để cho anh sợi chuỗi tháng sau đây. Tháng sau lấy cái vô đi. Để em kêu sư phụ làm thêm sợi đam à. Lấy món đó. Lấy món. Nè, 120 ngàn của Kiếp Nguyễn nè. Xả dùm xét 240 là xét hôm qua là xét gì chị? Chắc không xả được quá chị ơi. Chắc không xả được quá à. Em ơi, cái lô áo thun đó nó có đen không vậy hả gái? Nguyễn Trang Đồng Nai 120 nè. 120 của Nguyễn Trang Đồng Nai. Sống này em nghỉ nha cho bé Lùng nghỉ. Sống này em nghỉ cho bé Lùng nghỉ nha mấy chị Tòng Nghiệp đó. Rồi.
Rồi có còn ai nữa không mấy chị? Không còn ai nữa, em dọn hàng ha. Dọn hàng. Mai gặp nhau mấy chị, mai em lên tiếp ý đàn xe mấy chị nha. Cái này là